Đây là những hình ảnh về trang trại nuôi lợn của anh Nguyễn Hồ Bắc vào năm 2017. Dù đã có kinh nghiệm 7 năm chăn nuôi lợn, nhưng anh Bắc vẫn thất bại nặng nề sau thời điểm giá lợn bị bão giá. Thời điểm mà thiệt hại nhất là cái giai đoạn lợn nó rớt giá, bán đến mức 16.000 đồng một cân hơi lợn. Mà trong khi đó là chi phí thức ăn thì nó gấp đôi cái con lợn bán ra rồi, chưa kể đến giống nữa. Chỉ sau hơn một năm, tất cả đã thay đổi như thế này. Chuồng lợn bỏ hoang được sửa sang lại thành chuồng gà. 1.500 con gà lương phượng sinh sản đang trong giai đoạn hậu bị. Tất cả có được từ khi anh Bắc trở thành nông hộ của chương trình khởi nghiệp vào tháng 5 năm 2018. Khi được tham gia chương trình và có chuyên gia đồng hành cùng thì tôi cảm thấy cũng yên tâm hơn. Nếu mà không có chuyên gia mà đồng hành cùng thì có khi vừa chăn nuôi là có khi cũng sợ, không dám làm. Hiện đàn gà của gia đình anh Bắc đang bước vào tuần tuổi thứ 30. Chương trình khởi nghiệp cùng chuyên gia Vũ Ngọc Sơn quyết định quay trở lại để kiểm tra tình hình chăm sóc gà trong giai đoạn này. Mình phải theo dõi cái tỷ lệ đẻ của đàn gà, cái tỷ lệ nuôi sống, đánh giá này chất lượng của đàn giống mà. Trước khi kiểm tra thực tế đàn gà, chuyên gia Sơn sẽ kiểm tra sổ sách của anh Bắc để nắm được tỷ lệ đẻ và tỷ lệ hao hụt của đàn gà. Theo đó, với 1.200 con gà sinh sản, trong 7 tuần từ khi gà lên đẻ, tỷ lệ hao hụt là 4%, tỷ lệ đẻ trung bình là 63%. Gà của cháu là hiện nay là gà đẻ không có vấn đề gì. Sau khi kiểm tra sổ là gà không có vấn đề gì. Cái năng suất trứng của gà vẫn ổn. Tuy nhiên cái tỷ lệ chết hơi cao. Nguyên nhân tỷ lệ chết tăng cao là do đàn gà của anh Bắc bị bệnh trước đó. Rất may anh đã xử lý kịp thời. Thế nhưng còn về tỷ lệ đẻ, tại sao đàn gà lại đẻ trứng ngày càng giảm? Chuyên gia Sơn sẽ ra khu vực chuồng gà để kiểm tra trực tiếp. Hiện tại thì đàn gà của gia đình anh Bắc đang ở tuần tuổi thứ 30 và đây là thời điểm mà đàn gà đã bước vào giai đoạn đẻ ổn định. Vừa rồi thì chuyên gia Vũ Ngọc Sơn cũng đã nắm được tình hình của đàn gà và bây giờ thì chuyên gia sẽ kiểm tra cụ thể công tác chăm sóc gà của anh Bắc trong giai đoạn này như thế nào, cũng như là đàn gà đã phát triển như thế nào. Nhìn cái đàn gà nó rất là nhanh nhẹn. Ví dụ như con này nó không chảy đây đó. Không cái hiện tượng tiêu chảy thế này thì cái này là bình thường. Đấy. Con nghĩ là mà nó vẫn còn tươi này, chân nó vẫn còn bóng con này. Thì màu thì thế còn nếu mà cháu bắt thì những cái con nào mà coi như là màu nó tái cơ. Chân nó khô thì đấy là nó bị thương hàn. Đấy, còn con này thì không sợ. Thế mà cái dấu hiệu của cái bệnh thương hàn nó bao giờ trứng nó cũng đẻ sụt xuống. Đấy, nhưng mà nếu ở đây của gà của cháu nó vẫn giữ được cái tỷ lệ đẻ bình thường cơ mà. Nhìn gà lông rất là mượt, chắc gà. Đợt này con thấy nó béo lên đấy. Béo lên. Béo lên. Đúng không? Béo lên. Đây mà gà vẫn nhanh nhẹn này cơ. Qua kiểm tra, chuyên gia đánh giá đàn gà của gia đình anh Bắc phát triển ổn định. Chuyên gia Sơn sẽ tiếp tục kiểm tra chất lượng trứng. Trên bề mặt của quả trứng mà nó nhẵn, nó không có hiện tượng vỏ xù xì hoặc là sạn vôi. Thì đấy là tiêu chuẩn thứ hai. Tiêu chuẩn thứ ba nữa tức là không có phân ướt dính vào đây, không có vệt máu dính vào đây. Là thứ ba. Thứ tư nữa tức là tất cả các quả trứng này để vào nhau này mà nó đều có cái khuôn hình bằng nhau. Tức là không có quả to, không có quả bé. Thì đấy là quả trứng, đấy là chất lượng trứng tốt. Lần đầu chăn nuôi mà con thấy cái quả trứng mà nó đạt được như này, theo như chú đánh giá là con thấy nó được, là con thấy trứng, rất là trứng vui. Trứng của nó mà cứ được cái ngoại hình như này là đẹp rồi. Vâng. Cho nó đừng quá dài, nhưng nó đừng quá tròn, nó cứ được cái ngoại hình như này là vừa. Trứng hiện nay đang đẻ. Trứng đồng đều và đạt yêu cầu. Thế nhưng gà lại đẻ trứng ngày càng giảm. Chuyên gia sẽ đi tìm nguyên nhân qua việc kiểm tra chế độ cho gà ăn của anh Bắc. Trong mỗi một quả trứng như thế này thì có chứa một lượng lớn protein, năng lượng cũng như là các axit amin. Và thức ăn cho gà mái đẻ thì cũng phải chứa một phần lớn các chất đó. Về thức ăn cho gà mái thì thông thường những hộ chăn nuôi sẽ mua ở các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi uy tín. Vậy thì định lượng để cho gà ăn như thế nào? Đó là một tiêu chí rất là quan trọng trong đối với gà đẻ giai đoạn này. Vậy thì chúng ta sẽ cùng chuyên gia Vũ Ngọc Sơn kiểm tra xem là anh Bắc đã cho gà ăn như thế nào nhé. Hiện nay là đang cho ăn ở cái mức nào? Con cho ăn là 130g. 130g. 2 bữa. 2 bữa, 130 mà với một cái tuổi đẻ 30 tuần này là ăn hơi thiếu đấy. Nguyên tắc của nó là khi gà bắt đầu nó đẻ tăng là phải ăn tăng lên 140.
Sau đó thì là kéo dài khoảng 8 tuần từ hoặc là tuần 10 2, tuần. Từ tuần 32 đúng rồi, phải kéo dài hết thế, trong 8 tuần đến 10 tuần nó đẻ cao như vậy thì bắt đầu khi nó sụt xuống thì mới giảm xuống là ăn còn 138, xong ăn còn 135 và giữ cái 135 ấy cho đến cái cuối kỳ cơ. Con thấy tuần này nó tụt 1-2 quả trứng. Không, chưa, thế, là, thế là tụt sớm quá, nó vẫn còn đang đẻ, vẫn đang trong khung thời gian tăng trứng. Đấy, cháu phải tăng lên ăn 140 mà chia ra làm 2 bữa. Theo chuyên gia Vũ Ngọc Sơn, việc định lượng thức ăn cho gà trong giai đoạn này là vấn đề rất quan trọng để đảm bảo đàn gà có năng suất trứng tốt. Khi gà vào giai đoạn đẻ ổn định, từ tuần thứ 25 đến tuần thứ 42, cần theo dõi sát sao năng suất trứng thu trong ngày để điều chỉnh lượng thức ăn phù hợp. Lượng thức ăn điều chỉnh từ 120 g một con một ngày đến khi gà đẻ được 45 đến 50%, cần cho gà ăn ở mức tối đa 140 đến 145 g. Khi gà đẻ giảm thì giảm lượng thức ăn theo tỷ lệ đẻ của gà. Như vậy, ở giai đoạn gà 30 tuần tuổi, anh Bắc cần cho gà ăn 140 đến 142 g, nhưng anh lại chỉ cho gà ăn 130 g, dẫn tới năng suất đẻ của gà chưa đạt đỉnh cao. Chứ nếu mà anh giảm quá thì nó mâu thuẫn, tức là con gà nó vẫn tiếp tục phát triển và đồng thời nó vẫn tiếp tục tạo trứng. Thì do anh cho ăn ít quá thì cái phần thức ăn dành cho cơ thể để sinh trưởng cộng với lại cái phần thức ăn để tạo quả trứng là nó thiếu, nó dẫn hiện tượng là năng suất trứng thấp. Đối với nhà anh Bắc ở đây thì đáng nhẽ giai đoạn này là phải cho ăn 142 hoặc 145 thì anh chỉ cho ăn 130, dẫn đến cái năng suất trứng hiện nay anh mới chỉ ở cái mức coi như là dao động trong phạm vi 62 cho đến 65%. Nếu anh cho ăn tốt thì có thể nó được 68 hoặc là 69%. Bên cạnh vấn đề dinh dưỡng thì ánh sáng cũng rất quan trọng đối với gà đẻ. Ánh sáng tác động tới cơ chế tổng hợp các hormone sinh dục có tham gia vào những quá trình phát triển trứng, trứng chín, rụng trứng, hình thành quả trứng hoàn chỉnh và đẻ trứng. Vì vậy, theo chuyên gia Sơn, trong mùa đông như hiện tại, ngày ngắn đêm dài, do vậy cần sử dụng bóng điện cả ngày cho gà với cường độ ánh sáng duy trì là 4W một mét vuông trong suốt thời kỳ đẻ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ở trong khu chuồng này thì tôi thấy có 6 chiếc bóng điện như thế này và trông nó vẫn khá là tối. Thì không biết là với gà được 30 tuần tuổi như hiện tại với số lượng bóng như thế này thì đã đảm bảo được lượng ánh sáng cho gà hay chưa? Hãy cùng xem chuyên gia Vũ Ngọc Sơn kiểm tra nhé. Chú cảm giác là cái ánh sáng của cháu là hơi thiếu. Cháu có thể tăng cường thêm một dãy bóng đèn ở phần giữa này. Đấy, bởi vì bên kia là 3 bóng rồi nhá. Bên này 3 bóng rồi thì ở chỗ giữa là phải có 3 bóng, tức là phải 9 bóng thì mới đủ ánh sáng. Vì cái ánh sáng thiếu này nó cũng sẽ làm giảm cái phát dục của gà. Và giảm phát dục của gà là giảm đến cái đẻ. Cái bóng này bổ sung thêm luôn mà. Để đảm bảo cho đàn gà có môi trường sống tốt, hạn chế dịch bệnh, chuyên gia Sơn tiếp tục kiểm tra đệm lót chuồng gà của anh Bắc. Trong đệm lót sẽ bao gồm cả phân gà và thức ăn rơi vãi. Các vi khuẩn yếm khí trong quá trình phân rã phân và thức ăn thì đồng thời sẽ phát ra các khí độc. Nếu như môi trường đệm lót không được thay thường xuyên và không sạch sẽ, thì khi gà sinh sống sẽ phải hít khí độc vào trong mũi, xuất hiện kiềm hóa máu NH3 làm gà giảm sức đề kháng, các vi khuẩn sẽ xâm nhiễm và gà bị bệnh vì hệ miễn dịch bị ảnh hưởng lớn. Liệu anh Bắc có thực hiện tốt điều này? Đây đoạn lót đây này. Đây nhá, đây đến đáy đây nhá. Đúng không? Vâng. Này, độ lót rất là tơi đây này. Đây độ lót rất tơi, rất khô đây. Có mùi không? Mẹ mình gửi trông có mùi không? Không? Không có mùi. Tôi thấy mùi hôi không? Không. Không có đúng không? Đấy. Nhưng nếu độ lót mà nó hôi ấy, là chỉ cần cái bơi bơi này là cái mùi nó bốc lên mũi mình ngay. Nên là chính cái độ lót này là rất tốt đây này. Đấy. Duy trì cái độ lót này là được. Trong thời gian tới, đàn gà vẫn tiếp tục đẻ mạnh. Anh Bắc vẫn cần chăm sóc, nuôi dưỡng đàn gà sát sao. Lứa đầu tiên mà nuôi gà mà con gà nó đạt được như thế này rồi là mình cũng cảm thấy là gọi là một phần thành công rồi đấy. Anh Bắc làm khá tốt, áp dụng quy trình kỹ thuật khá là chuẩn. Đây là lứa đầu tay mà nuôi con gà lưu phượng này rất là khó chứ không phải dễ. Nhưng mà đến thời điểm này thì thấy là kết quả nuôi là tương đối có thể chấp nhận được. Bên cạnh những kinh nghiệm, những kiến thức học hỏi được từ chuyên gia, hy vọng rằng anh Bắc sẽ đạt được lợi nhuận cao trong lần đầu tiên khởi nghiệp với VTC16. Chúng ta sẽ còn gặp lại nông hộ Nguyễn Hồ Bắc trong các số khởi nghiệp tiếp theo.